Trấn Thành trần tình về tiền từ thiện, xác nhận không chuyển 4,7 tỷ đồng cho Thủy Tiên. Giữa lùm xùm nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, sau nghệ sĩ Hoài Linh, đến lượt Trấn Thành bị netizen thắc mắc về khoản tiền 4,7 tỷ đồng. Được biết, số tiền này từng được anh thông báo trên fanpage rằng sẽ chuyển vào tài khoản của Thủy Tiên, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động thái công khai minh bạch của người trong cuộc. Trước những đồn đoán từ phía khán giả, Trấn Thành đã lập tức lên tiếng nói rõ về các khoản tiền quyên góp cho miền Trung. Theo đó, nam MC đã tổng kết số tiền quyên góp là 9,45 tỷ đồng, trong đó anh đã chuyển cho MC Đại Nghĩa 3 tỷ đồng và cho cô Ngọc Hương, mẹ Hà Hồ số tiền còn lại 6,45 tỷ đồng để trực tiếp cứu trợ miền Trung. Nói về lý do không chuyển cho Thủy Tiên như công bố trước đó, Trấn Thành chia sẻ, về phía Thủy Tiên, tôi có nhắn tin và gọi điện thoại liên lạc, nhưng có thể do lúc đó Thủy Tiên đang rất bận việc cứu trợ tại miền Trung nên tôi không được hồi âm. Trước tình hình cấp bách này, thấy cô Ngọc Hương là người miền Trung và cô đang trực tiếp đi cứu trợ tận nơi tại miền Trung, nên tôi mới quyết định chuyển hết phần còn lại cho cô giải quyết luôn cho kịp thời vì cứu người như cứu hỏa. Trong thông báo gửi người hâm mộ, Trấn Thành cũng công bố rõ các tin nhắn chứng minh mẹ Hà Hồ đã nhận số tiền chuyển khoản từ tháng 10 năm 2020. Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân. Trấn Thành kính chào quý vị khán giả. Xin có chút trình bày về số tiền tôi đã nhận từ khán giả trong đợt cứu trợ bão lụt miền Trung vừa qua để quý vị được hiểu rõ hơn. Ban đầu khi tôi tổng kết thì số tiền sẽ phải gửi về cho miền Trung là 8 tỷ 700 triệu đồng. Tôi đã thông báo trên fanpage về dự định của tôi là sẽ chia số tiền đó ra làm 3 để gửi gắm cho 3 nhà hảo tâm mà tôi tin tưởng nhất để đến tận miền Trung trao đúng tay bà con là diễn viên Đại Nghĩa 3 tỷ đồng, cô Ngọc Hương, mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà 1 tỷ đồng, ca sĩ Thủy Tiên 4 tỷ 700 triệu đồng. Về phía anh Đại Nghĩa, tôi đã gửi đủ tiền mặt 3 tỷ đồng, có quay video post trên YouTube của tôi. Về phía cô Ngọc Hương, tôi đã chuyển khoản 1 tỷ đồng giao dịch qua ngân hàng có ủy nhiệm chi rõ ràng. Ngày mai tôi sẽ liên hệ ngân hàng để post lên cho quý vị rõ. Về phía Thủy Tiên, tôi có nhắn tin và gọi điện thoại liên lạc, nhưng có thể do lúc đó Thủy Tiên đang rất bận việc cứu trợ tại miền Trung nên tôi không được hồi âm. Trước tình hình cấp bách này, thấy cô Ngọc Hương là người miền Trung và cô đang trực tiếp đi cứu trợ tận nơi tại miền Trung, nên tôi mới quyết định chuyển hết phần còn lại cho cô giải quyết luôn cho kịp thời vì cứu người như cứu hỏa. Tổng số tiền tôi đã chuyển cho cô Hương là 6 tỷ 453 triệu đồng và 3 tỷ đồng đã chuyển cho anh Đại Nghĩa, tổng cộng là 9 tỷ 453 triệu đồng. Vì sau đó có một số khán giả và bạn bè tôi ủng hộ thêm nên con số có tăng thêm so với con số 8 tỷ 700 triệu đồng đã công bố ban đầu. Số tiền tôi chuyển cho cô Ngọc Hương tổng cộng có 3 đợt như sau. Đợt 1, 1 tỷ đồng như tôi đã nêu ở trên, cùng thời điểm tôi chuyển cho anh Đại Nghĩa. Đợt 2, lúc đó cô Ngọc Hương đang trực tiếp đi cứu trợ ngoài miền Trung, chưa nhận được hồi âm của Thủy Tiên. Tôi đành quyết định chuyển gấp cho cô thêm 2 tỷ 100 triệu đồng vì không ra được ngân hàng nên tôi phải chuyển bằng mobile banking. 300 triệu đồng một lần, chuyển đúng 7 lần là 2 tỷ 100 triệu đồng. Tôi sẽ in sao kê có ghi rõ nội dung chuyển rõ ràng cho quý vị xem. Đợt 3, sau khi đi cứu trợ về, cô Ngọc Hương có cập nhật đầy đủ hình ảnh về nhiều hoàn cảnh đáng thương, đã được giúp đỡ và có chia sẻ, sẽ tiếp tục đi cứu trợ thêm một lần nữa. Chính vì thế nên tôi đã quyết định chuyển hết số tiền còn lại là 3 tỷ 353 triệu đồng, giao dịch qua ngân hàng có ủy nhiệm chi rõ ràng cho cô Ngọc Hương. Những hoạt động từ thiện của cô Ngọc Hương có đăng đầy đủ trên Facebook của cô và nhóm tình nguyện của cô. Lúc đó mỗi ngày làm gì cô đều post để báo cáo bà con. Một số trang báo cũng có chia sẻ lại hình ảnh này. Cô Ngọc Hương đã đến trực tiếp giúp rất nhiều người, đóng thuyền cho nhiều xã, trao hàng ngàn quà và tiền mặt cho bà con thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Xin được tóm tắt một lần nữa số tiền tôi đã chi cho các nhà hảo tâm trong đợt lũ vừa qua. Anh Đại Nghĩa 3 tỷ đồng, cô Ngọc Hương 6 tỷ 453 triệu đồng, tổng cộng 9 tỷ 453 triệu đồng. Nhiều hơn con số 8 tỷ 700 triệu đồng đã công bố trước đó. Ngày mai sẽ có đầy đủ chứng từ đăng lên cho quý vị xem ạ. Cả cuộc đời Trấn Thành có được như hôm nay là do tình thương của quý vị. Tôi thấy mình đã quá hạnh phúc và may mắn rồi, nên tôi muốn sống cho đi và giúp đỡ là chính. Đó là những lời thật tâm của tôi. Mong quý vị yên tâm và yêu thương tin tưởng. Rất cảm ơn những quý vị đã luôn tin và yêu Trấn Thành. Lúc đó cứu người như cứu hỏa, tôi chỉ mong sao số tiền này đưa đúng nhà hảo tâm có thể trao tận tay bà con một cách nhanh nhất là tôi hạnh phúc lắm rồi. Có gì sơ sót mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc, chân thành cảm tạ quý vị.